Kính chào các bạn, hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn về cách sao lưu phục hồi dữ liệu kế toán trên phần mềm Kế toán MISA. Mục đích của việc sao lưu phục hồi dữ liệu giúp cho các bạn làm việc với một dữ liệu được liên tục và không bị gián đoạn. Ví dụ ban ngày các bạn làm việc trên dữ liệu MISA máy tính của công ty, buổi tối về các bạn muốn làm tiếp thì chúng ta sẽ sao lưu về và về máy tính ở nhà các bạn sẽ phục hồi lên và làm tiếp dữ liệu của ngày hôm đó, và ngày hôm sau chúng ta lại copy dữ liệu máy tính ở nhà và chúng ta lại đến phục hồi lên dữ liệu máy tính trên công ty. Như vậy thì dữ liệu của chúng ta sẽ được liên tục và được chính xác hơn. Cách sao lưu phục hồi dữ liệu MISA thì có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể mở phần mềm kế toán MISA ra. Chúng ta mở dữ liệu kế toán bình thường. Chúng ta có thể kiểm tra xem dữ liệu data MISA của các bạn lưu vào ổ nào thì các bạn có thể vào hệ thống tùy chọn sao lưu. Ở đây đường dẫn sao lưu là đến ổ D MISA.SME.NET 2017 backup. Tức là khi chúng ta tự động đóng chương trình, phần mềm sẽ tự động sao lưu vào ổ D MISA.SME.NET cho chúng ta. Đây là cách sao lưu dữ liệu thứ nhất. Và từ đó khi sao lưu xong thì các bạn mở vào ổ D MISA.SME.2017 backup sẽ có dữ liệu xuất nhập khẩu ngày 12 tháng 10 chúng tôi vừa lưu. Các bạn sẽ copy dữ liệu gần nhất vào USB và chúng ta sang máy cần phục hồi để chúng ta phục hồi lại dữ liệu lên để làm tiếp. Hoặc mục đích của việc sao lưu để tránh việc khi mà phần mềm hoặc máy tính bị lỗi thì chúng ta sẽ còn một file backup để chúng ta backup lại và chúng ta không phải mất công hoạch toán lại một lần nữa trên phần mềm. Cách sao lưu thứ hai là các bạn có thể vào Start chọn Data Manager 2017. Chúng ta chọn máy chủ mà chúng ta đang làm việc, nhấn đồng ý. Các bạn sẽ tìm kiếm đến file dữ liệu mà các bạn cần sao lưu. Ở đây ví dụ tôi muốn sao lưu dữ liệu xuất nhập khẩu. Các bạn sẽ nhấn vào sao lưu. Phần mềm sẽ hiển thị đường dẫn ổ D MISA.SME.2017 backup. Nếu như chúng ta không muốn sao lưu vào đường dẫn này thì các bạn có thể tích vào folder màu vàng và chúng ta sẽ tìm kiếm đến folder mà chúng ta cần lưu vào. Ví dụ ở đây tôi sẽ lưu vào MISA.SME.2017 backup. Ok, tôi lưu lại đường dẫn là vào ổ E MISA.SME.2017 backup và từ đó tôi sẽ nhấn vào chữ sao lưu. Các bạn đợi một lúc phần mềm sẽ sao lưu dữ liệu cho chúng ta. Như vậy các bạn sẽ sao lưu dữ liệu kế toán thành công, nhấn OK và các bạn sẽ lại kiểm tra vào ổ E MISA.2017 backup sẽ có dữ liệu xuất nhập khẩu ngày 12 tháng 10 tôi vừa sao lưu lúc 4:26. Đó là hai cách sao lưu dữ liệu kế toán để tránh trường hợp bị mất dữ liệu hoặc chúng ta sử dụng trong trường hợp copy dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác để sử dụng. Việc thực hiện sao lưu dữ liệu kế toán chỉ được thực hiện trên máy chủ và không làm được ở trên máy trạm nên các bạn lưu ý. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách phục hồi dữ liệu lên một máy tính khác để chúng ta làm việc. Các bạn vẫn vào Start chọn Data Manager 2017 và chúng ta sẽ vào quản lý dữ liệu này. Thay vì sao lưu thì các bạn sẽ click vào chữ phục hồi. Các bạn chọn tệp phục hồi mà chúng ta đã lưu. Ở đây để phục hồi được thì chúng ta sẽ chỉ phục hồi được với file có đuôi mbk hoặc mbz. Tôi vừa lưu ở ổ E MISA.SME.2017 backup 2017 xuất nhập khẩu ngày 12 tháng 10. Tôi sẽ tích chuột vào và nhấn vào chữ open. Phần mềm sẽ cập nhật data đưa mbk lên cho chúng ta và từ đó các bạn chỉ cần nhấn vào chữ phục hồi để chúng ta phục hồi dữ liệu. Việc phục hồi dữ liệu thì chúng ta có thể sử dụng được trên cả máy chủ và máy trạm.
Nếu các bạn muốn thông dữ liệu từ máy chạm vào máy chủ thì chúng ta sẽ phải phục hồi trên máy chủ. Còn nếu chúng ta muốn xem riêng thì các bạn có thể phục hồi trực tiếp tại máy của các bạn luôn. Phục hồi dữ liệu kế toán thành công, chúng ta nhấn vào chữ OK. Như vậy, chúng ta sẽ có thêm một data về xuất nhập khẩu ngày 12 tháng 10, tôi phục hồi lúc 4 giờ 28 phút. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách sao lưu phục hồi dữ liệu kế toán trên phần mềm kế toán Visa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Kế Toán Việt Hưng. Để theo dõi những video phục vụ cho công việc của các bạn tiếp theo thì các bạn có thể nhấn vào chữ đăng ký kênh để chúng ta đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.